nên sẽ hạ cái lá này trước. Rồi, như cái bẹ này thì chúng ta cắt luôn, sát xuống luôn ha. Rồi đây, nên muốn nó lùng thì phải cắt xuống thêm nữa và cắt tuốt ở dưới luôn. Lá này sau này chúng ta cũng bỏ đi, nhưng mà chúng ta không nên làm gãy nó nha, gãy nó là nó hư cái cây luôn đó, nó còn rất là non. Rồi, mến chào cô chú anh chị, mình trở lại với kênh bonsai kiều Hoàng Linh ha. Thì mấy ngày qua thì Linh có nhận được một số yêu cầu của chú anh chị, cũng có hỏi về những cây dừa mà đã chưng qua Tết thì cũng ít chăm sóc, bỏ nó lên cao như cây dừa này. Linh bỏ biết qua lâu rồi, Linh không có chăm sóc này. Đó, mình để đại. Thì cách xử lý như thế nào thì những cái này cũng rất là đơn giản thôi, nhưng mà Linh làm lại một cái clip để hướng dẫn cho cô chú chị mới biết đến kênh bonsai kiều Hoàng Linh của Linh. Đó, và gửi trực tiếp cho những cô chú anh chị hơi lớn tuổi cũng không dành về Zalo thì người kia Linh tư vấn rất khó, cho nên Linh làm clip rồi Linh hướng dẫn cho cô chú anh chị mình mở trên TV để xem để biết của Linh. Rất là đơn giản thôi, nhà thì không thể được Tết chơi cứ để lâu quá tiếp tục chị đó, này Linh để lâu lắm Linh không xử lý luôn, cao thành 2 tầng luôn, 1 tầng ở dưới hồi trước là nó lùng dưới này như này đó, để lâu quá đó rồi nó cao lên, vô tình làm hai nó thành 2 tầng như thế này, lá bắt đầu trẻ, cũng cây này cũng tương đối đẹp. Thì bây giờ Linh muốn xử lý phải chúng ta làm lại cái lá bộ lá mới, làm lại bộ lá mới cho bây giờ bonsai là dán. Tiên thì Linh sẽ hạ cái lá này trước. Chúng ta cứ thả bình thường thôi, rồi đến những cái bè non bên trong á, chúng ta mới dùng số kỹ thuật để cho cái lá nó lùng lại ha. Chúng ta này cắt bỏ đó. Trước nó cũng đẹp mọi người, nó to rồi bầu xanh cũng đẹp, nên được lâu quá rồi. Dưới Linh cũng cố ý, không phải là với Linh cũng cố ý để cho nó tự nhiên, để Linh lấy cái gốc, Linh lấy cái gốc to to rồi Linh mới làm lại cô lá. Thì hôm nay thì Linh bắt đầu cắt bỏ làm lại cô lá. Ở nhà của chú anh chị mình có những cái cây như thế này để lâu rồi, chúng ta xử lý là chúng ta có được cái bộ đế rất là ngon luôn, bộ đế rất là to đẹp. Đó, cắt bỏ hết, xử lý cắt bỏ những cái bẹ này hết để nó gom vô, nó sẽ tạo thành một cái bộ đế, một cái thân rất là đẹp. Từ đây đến đây là sau này nó sẽ có một cái thân bự như vậy này, bự rất là đẹp ha. Mà một điều lưu ý là mọi người lúc nào Linh cũng nói là cắt nhớ chừa lên ít như thế này, mình nên cắt sát quá ha. Thì chúng ta cũng cắt như thế. Đối với những cái cây này đó, khi chúng ta dưỡng ra thành dáng lại lùng lại ok rồi đó mọi người, thì đó là nó rất là đẹp luôn, cái bộ đế nó rất là đẹp. Còn cái là chúng ta dưỡng cái lá hơi lâu thôi, muốn dưỡng lại cái dáng lùng cũng mất khá là nhiều thời gian luôn rồi, cả năm mấy người nó mới ra được hình ha. Bộ này từ từ nó cung cái bộ đế này ra, nó sẽ khô lại những cái bè này. Chúng ta còn xử lý tiếp còn lại là 3 cái bè này và 1 cái đọt non đó. Thì nếu cô chú anh chị nào nó chúng ta có 2 cách giải quyết. Một cách đó là để vậy dưỡng lấy lá chơi luôn mà chơi không cao nha. Cô chú anh chị nào muốn không mất thời gian nhiều, còn cô chú anh chị nào mà muốn nó lùng lại nó thấp hơn khoảng nhiêu đây hơn rồi không có lên cao nữa thì bắt đầu xử lý chuyên sâu hơn chút, còn bình thường mà xử lý thì chúng ta cũng cắt thôi, cắt sát thôi. Thì Linh sẽ làm thêm một cái, Linh sẽ làm theo cái cách là lùng nhưng mà Linh không có cắt bỏ 3 cái bẹ này sớm, để cho nó cung, nó nuôi cho cái gốc chúng ta bự ra, cái gốc nó cong lên nó bự ra chút xíu nữa nha. Chúng ta cứ xử lý sát thôi, xử lý sát chút. Hay Linh quay có một góc máy mọi người chú ý nè, quay chặn lại cho mọi người xem. Rồi đó, chúng ta xử lý như thế này ha. Sát vô giờ để Linh đổi máy chặn vô
vậy mình nhìn cận vô để dễ hiểu hơn. Rồi bây giờ Linh sẽ quay cận vô như thế này để cho cô chú anh chị mình quan sát dễ, nó dễ hơn. Đó. Thì như Linh thường nói thì chúng ta cắt vừa lên một ít như thế này, một ít như thế này ha mọi người. Để cho cái bộ đế của chúng ta từ từ nó sẽ to và nó khô dần lại, bộ đế của chúng ta nó sẽ tròn đẹp, nó to ha mọi người. Còn trong đây thì cách Linh xử lý là không cắt bỏ những cái bệ này mà muốn cho nó lùng lại thì chúng ta xử lý ra bên trong. Còn có chú anh chị nào á mà muốn để vậy luôn thì xử lý bình thường thôi, những cái cách bình thường mà Linh thay chỉ thôi. Rồi, như cái bệ này thì chúng ta cắt luôn, sát xuống luôn ha. Đó. Ở đây á, cái cổ nó còn tuốt dưới đây luôn mọi người, mình còn chưa nè, cho nên mình cứ cắt sát thoải mái, cứ cắt sát xuống luôn. Đó. Đó. Rồi, chúng ta cứ cắt sát xuống như thế này. Đó. Đó, nhưng mà nhớ chừa lại một tí, lúc nào cũng phải chừa lại một tí, cái đừng có sát quá chỗ cái non này dài, dài hơn nữa nó già chúng ta cắt tiếp ha. Bên đây cũng như vậy luôn. Bên đây chúng ta cũng chẳng cắt sát như thế. Các anh chị cắt xong rồi cho cắt xong lên xem. Đây cho các anh chị xem. Cái thế này không có quay qua được mọi người. Nè, đó, chúng ta cắt sát như thế này. Cắt như thế này mọi người xem nè. Ngay chúng ta bẻ ra thôi. Đó. Không. Đó. Rất là dễ dàng đó mọi người. Còn cái bè đối với cái đọt non bên trong này đó thì cái lúc này mới là quan trọng, cái cách xử lý này mới quan trọng này. Là quyết định là cái dáng cao hoặc là cái dáng thấp. Đây Linh làm từ cái cho mọi người xem. Bên đây chúng ta cắt xuống, muốn cái dáng cao thì chúng ta cắt tầm tới đây thôi. Đó, chúng ta cắt tầm tới đây là chơi dáng cao thôi mọi người. À, chơi dáng cao rồi chúng ta cắt tầm tới đây, mọi người thấy cái bẹ nè, một cái bẹ này nó cao khoảng gần mấy tay thì cái lá này nó cũng xấp xỉ, cho nên chúng ta không cắt nhiều nữa để cho cái lá mình cho cái đọt bên trong này sau này nó ra nó sẽ tương đương với những cái lá bên ngoài ha mọi người. Đó, Linh đang quay cận thì mọi người không nhìn thấy cái lá thì có thể xem cái đọt đầu thì chúng ta nha. Như vậy là chúng ta đã xử lý xong tông cao, muốn chơi tông cao đó rất là đơn giản thôi mọi người. Rồi bây giờ là Linh muốn nó lùng thì phải cắt xuống thêm nữa và cắt tuốt ở dưới luôn, là cái cách thứ hai là Linh sẽ cắt tuốt ở dưới luôn. Đó, cắt sát dưới non luôn để tạo điều kiện cho nó lùng lại mọi người. Mọi người cẩn thận nha, bên kia đây là nó non dữ lắm rồi. Mọi người mà cắt mấy cái cây này á, nó non lắm mọi người nên cẩn thận. Nhẹ tay rồi, mạnh quá là nó gãy đó. Rồi, đây, cắt sát dưới này luôn mọi người. Tới chỗ này là quá non rồi, cho nên là Linh cắt tầm tại đây thôi. 2-3 ngày nữa nó già, chúng ta cắt thêm nữa. Nói chung là chúng ta sẽ xử lý nó sát xuống đây luôn mọi người. Để tạo điều kiện nè, cái đọt non này. Đó. Đây, mọi người thấy không? Nè. Tạo điều kiện cho cái đọt non nhỏ xíu bên trong này nè, nó ra là chúng ta lấy từ cái đọt non này dưỡng, còn những cái lá bên ngoài và cái đọt này sau này chúng ta sẽ bỏ, nó sẽ lùng nha mọi người. Đó, nhưng mà mất rất là nhiều thời gian. Rồi mọi người cắt như thế này là mọi người nhớ dùng một cái sợi dây, chúng ta cuộn như thế này, cuộn cố định cái đọt lại để gió nó gãy mọi người. Đây. Rồi chúng ta cuộn cố định như đây, cố định vào này đến khi nó cứng cáp rồi chúng ta mới cắt bỏ dây ha mọi người. Đây là Linh cục như thế. Rồi nghe thấy không ạ? Nó cục làm sao để cho nó giữ vững, tạm thời lên cục như thế, chút xíu Linh sẽ sửa lại. Đó, sửa dần dần xuống đây nè, cục vào đây như thế này nè, nó sẽ vững nè mọi người. Đó, để chúng ta không làm gãy cái lá này, sau này chúng ta cũng bỏ đi nhưng mà chúng ta không nên làm gãy nó nha, vậy nó là nó hư cái cây luôn đó, nó còn rất là non. Thì cứ như vậy thì mọi người qua thời gian mọi người chăm sóc thì nó sẽ ok hết mọi người. Đó, cái gáo này Linh chưa sơn luôn nè, cái này là để nguyên cái trái, để lâu quá nó bị nứt, mình
sau này chúng ta dùng thủ công chúng ta dán lại rồi chúng ta sơn lên rất là đẹp luôn. Cái này là nguyên vỏ thôi, nó rất là đơn giản thôi mọi người. Để chúng ta dưỡng trong thời gian dưỡng đó, thì chúng ta cho thêm một ít phân ca hoặc là thêm một ít phân hữu cơ nó lâu lâu bỏ một ít thôi, đừng bỏ nhiều quá, bỏ nhiều quá nó sẽ phát triển rất là nhanh và chúng ta xử lý sẽ không kịp thôi mọi người. Chúng ta nên mở ít thôi, nuôi trong chậu thì gọi là kìm hãm nó lại chúng ta mới được những cái cây lùng, còn chúng ta mà cứ cho nó phát triển tốt quá thì chúng ta xử lý không kịp đâu thì nó sẽ lên cao. Nó rất là đơn giản thôi, thì phải theo lời yêu cầu của một số cô chú anh chị đã hỏi Linh, đã điện thoại hỏi Linh thì Linh làm cái clip này cảnh cho cô chú anh chị mình xem. Thì vừa thì có những cái cách cắt nhất định thôi, cũng không có nhiều kỹ thuật gì cao siêu đâu mọi người, nhưng mà Linh muốn làm lại cái clip này. Có khi những lúc Linh những clip trước Linh nói cô chú anh chị cũng chưa hiểu, có rồi Linh làm lại cái clip này thì nói thì cô chú anh chị dễ hiểu hơn. Thì cứ có cô chú anh chị yêu cầu thì Linh thực hiện những cái clip đó rồi để cho cô chú anh chị mình theo dõi đó, rồi vừa theo dõi nè vừa thực hành trên cái cây bonsai của mình đó, để cái điện thoại ở đây vừa xem Linh nói rồi vừa cắt cái cây bonsai của mình thì rất là ok. Rồi, clip hôm nay chỉ có vậy thôi mọi người. Cô chú anh chị nếu yêu mến Linh thì đừng quên chia sẻ video cũng như đăng ký kênh để kênh ngày phát triển hơn, để nhiều người biết đến bộ môn chơi dừa bonsai này, để chúng ta tạo ra một cộng đồng chơi dừa bonsai ở Việt Nam lớn mạnh hơn nha mọi người. Rồi xin chúc tất cả cô chú anh chị mình sẽ tự tay mình làm ra những tác phẩm bonsai dừa đẹp để chúng ta tự trưng trong nhà, trưng trong phòng khách để đón tài lộc cho gia chủ chơi cây dừa bonsai ha. Rồi xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong những clip về bonsai dừa lần sau trên kênh Bonsai Dừa Hoàng Linh ha.